Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế, người Việt đã không còn xa lạ với việc sở hữu ô tô cá nhân. Cùng với sự góp mặt của hàng trăm nghìn chiếc ô tô, thị trường bốn bánh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và tìm hiểu về dòng xe Toyota Rush, sự thực dụng của xe Nhật. Kể từ khi ra mắt, nhiều người đều cho rằng Toyota Rush là một chiếc MPV cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Spander hay Kia Rondo. Song trên thực tế, với kiểu thiết kế khung rời, nghĩa là Rush là một chiếc SUV 7 chỗ đúng nghĩa, chứ không phải một mẫu MPV cỡ nhỏ đơn thuần. Hiện mẫu xe nhập khẩu Indonesia này đang được Toyota bán với mức giá là 668 triệu đồng. Thiết kế tạo ra sự khác biệt, tối ưu. Với thiết kế khung rời, Rush chịu lực vặn xoắn tốt hơn khi di chuyển trên cung đường xấu, đồng thời tiếng ồn từ lốp chuyển tới khoang lái cũng ít hơn. Hệ thống treo sau đa điểm cũng là điều ăn tiền của Toyota Rush trong phân khúc SUV, cũng khiến chiếc xe trở nên đầm chắc hơn trong mọi tình huống. Còn các đối thủ khác chỉ được trang bị thanh rầm chịu xoắn, thường chỉ được trang bị trên xe compact hoặc sedan đô thị. Khoảng sáng gầm xe cũng cao hơn, đạt tới 220cm, tương đương với các mẫu SUV, khiến Rush có thể vượt địa hình khó một cách dễ hơn. Khả năng lội nước của chiếc xe lên tới 60cm cũng là một lợi thế. Toyota Rush được sản xuất dành cho thị trường Đông Nam Á bởi Toyota đã nghiên cứu khá kỹ nhu cầu của người dùng trong khu vực. Hướng tới nhóm đối tượng là các gia đình cần chiếc xe đa năng, nhóm khách hàng dùng làm xe chạy dịch vụ với chi phí đầu tư ban đầu không lớn, như tại Việt Nam là khoảng hơn 700 triệu đồng sau khi đăng ký. Nên Toyota chỉ chọn động cơ 1,5 lít cho Rush để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, hệ dẫn động cầu sau nhằm tạo lực đẩy tốt hơn khi lên dốc và đài được nặng. Bên cạnh việc thiết kế khoang nội thất đảm bảo 7 chỗ ngồi, thậm chí là 8, khá thoải mái, khiến cho Toyota Rush là một trong những sự lựa chọn đáng giá. Anh Nguyễn Chí Phúc, chủ một gara ô tô tại Mỹ Đình, chia sẻ: gara mình có thay dầu và bảo dưỡng nhẹ cho một số chiếc Rush. Bằng kinh nghiệm nhiều năm thì thấy Rush hay nhất ở khoản dẫn động cầu sau. Việc này giúp xe có sức đẩy tốt hơn để tải nặng hoặc leo dốc, trong khi bánh trước chỉ dẫn hướng sẽ rất linh hoạt và dễ dàng hơn rất nhiều so với xe khác là bánh trước vừa chuyển động vừa dẫn hướng. Chính vì thế, Rush chỉ sử dụng động cơ 1,5 lít nhưng vẫn rất khỏe. Nếu ví von thì Rush rất tốt gỗ chứ không hào nhoáng ở nước sơn bên ngoài. Anh Tiến Thành, chủ gara ở Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: Rush nó giống như chiếc Fortuner thu nhỏ lại, chứ không phải chiếc MPV đô thị truyền thống như các đối thủ của nó. Đánh giá tổng thể thì rất ổn trong tầm giá, động cơ nhỏ phù hợp, xe chắc chắn, giảm xóc sau đa liên kết tốt, điều hòa cực lạnh và có các cửa gió cho hàng ghế quá hay. Với máy Toyota trang bị như này thì sẽ rất bền, bảo dưỡng đầy đủ thì gần như chảo hóc gì đâu, chi phí thay thế sửa chữa cũng thấp, nói chung là làm xe gia đình rất hợp lý. An toàn, nhiều chi tiết hữu ích. Sở hữu hàng loạt các trang bị an toàn hiện đại, Toyota Rush là một trong số ít mẫu xe ở phân khúc cạnh tranh được chấm điểm an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Anh Tiến Thành chia sẻ thêm, Rush cũng là chiếc xe đạt 5 sao của ASEAN NCAP với hàng loạt các trang bị an toàn bị động và chủ động giúp bạn và hành khách có thể yên tâm trên mọi hành trình. Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia và người dùng, Toyota Rush có những điểm rất ưu việt và thực tế mà chỉ khi sử dụng xe rồi họ mới thấy. Họ không thể phủ nhận sự hữu dụng của Toyota Rush khi xoay sở trong phố hẹp hay độ bốc khi đi đường trường. Do đó, tại các thị trường như Malaysia, Indonesia thì Rush cùng với Avanza luôn là chiếc xe bán chạy nhất của Toyota bởi giá trị sử dụng mà chúng mang lại. Thêm vào đó, những tính năng hữu dụng được thiết kế hướng tới người dùng thì khi sử dụng lâu dài sẽ cảm nhận được. Ví như độ rộng rãi của hàng ghế thứ ba và cả khoang hành lý. Nó rất phù hợp cho cả gia đình trong những chuyến đi dài ngày và cả những ai đang làm xe dịch vụ. Ngay cả một số chi tiết khá nhỏ nhưng cũng thể hiện sự tinh tế hơn. Đó là nếu bạn cao chừng 1m8, bạn mở cốp sau của Rush mà vẫn có thể thoải mái đứng đằng sau sắp đổ, không sợ đụng đầu, nhưng với các xe khác bạn sẽ phải khom lưng ngay. Rush cũng có tới 15 ngăn chứa đổ, chai nước trong xe cho cả 3 hàng ghế. Điều này chắc chắn rất hữu ích cho người sử dụng. Anh Hoàng Quân, Mai Sơn, Sơn La chia sẻ: khi Toyota mở đại lý Tây Bắc ở thành phố Sơn La, tôi ra xem và lấy luôn chiếc Rush sau khi đọc khá nhiều review trên mạng. Sau mấy tháng sử dụng, tôi thấy nó rất phù hợp với gia đình tôi. Xe rộng, ngồi rất thoải mái,
leo đèo dốc vô tư, tay lái trợ lực điện khá nhẹ nhàng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là khoản tiết kiệm xăng. Như xe mình chạy trên vùng cao, đường đồi núi, rồi có khi đi vào bản hoặc quốc lộ, tính trung bình chưa đến 7 lít 100 cây. Vì sao Toyota Rush chưa bán chạy tại Việt Nam? Giá bán cao có lẽ là một trong những điểm khiến Toyota Rush yếu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, theo các chia sẻ từ Toyota Việt Nam, sau khi ra mắt, nguồn cung đối với mẫu xe nhập khẩu này bị hạn chế, khiến nhiều khách hàng dù muốn mua xe nhưng vẫn phải chờ đợi lâu. Trong khi các đối thủ như Mitsubishi Spander, Suzuki Ertiga chỉ trong thời gian ngắn đã giải quyết được vấn đề về nguồn cung, thêm vào đó là giá cả rất cạnh tranh. Tóm lại, Toyota Rush là một chiếc SUV 7 chỗ thích hợp trong việc xoay sở trong đô thị. Lại có khả năng vượt địa hình mạnh mẽ nhờ vào thiết kế, cấu tạo. Nếu bỏ qua giá bán, chú trọng đến trải nghiệm lái, muốn tìm kiếm một mẫu xe gầm cao, giá rẻ nhưng lại phải an toàn, bền bỉ, thì Rush chắc chắn là sự lựa chọn đáng phải quan tâm. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ tới bạn bè. Và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Sơn Toyota nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.